nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ông bà anh chị em và ông bà anh chị em giáo khu 1 mừng lễ bổn mạng hôm nay. Hiệp niềm vui với toàn thể giáo hội hân hoan mừng lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Sở dĩ hai thánh Phêrô và Phaolô mừng chung một ngày lễ trọng để nói lên một cái vai trò quan trọng của hai thánh Phêrô và Phaolô, và giáo hội được ví như là cột trụ của giáo hội. Hai cái cột trụ này nâng cái tòa nhà của giáo hội trải qua gần hơn 21 thế kỷ nay, giáo hội vẫn luôn luôn đứng vững, vẫn luôn luôn tỏa sáng, vẫn luôn luôn làm chứng cho niềm tin, mặc dù trải qua những khó khăn thử thách cách này cách khác, nhưng giáo hội vẫn luôn luôn đứng vững cho đến ngày hôm nay và cho đến tận thế. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói: Phêrô, con là đá, thầy xây dựng hội thánh của thầy trên đá này, cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Lời nói của Đức Kitô đã và đang thực hiện trong cuộc sống của giáo hội ngày hôm nay. Đặc biệt là hôm nay khu giáo một nhận thánh Phêrô làm bổn mạng, tất cả các gia đình trong khu giáo một mừng lễ, trước hết là với tâm tình cảm tạ hồng ân và tình thương của Thiên Chúa, và đồng thời cũng cầu bình an cho các vị ân nhân, các gia đình trong khu giáo được luôn luôn bằng an, cũng không quên cầu cho những người còn sống những qua đời. Ngoài ra trong thánh lễ hôm nay, một số các ông Hùng, ông Thức, ông Trí, ông Mỹ, ông Duyên, ông Trung, ông Phương và một số các em, các anh nhận thánh Phêrô, Phaolô làm bổn mạng, xin cộng đoàn chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Rồi một bé xin dâng lễ hiệp ý, ông Duyên cũng xin hợp lý, ông Trí cũng xin hiệp lễ, ông hai cha con của ông Thức cũng xin hiệp lễ, và ông Thọ cũng xin hiệp lễ, và một số cũng xin hiệp lễ cầu bình an nhân dịp mừng bổn mạng. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, Vinh Sơn, Maria, Gioan và Phêrô, cầu cho các linh hồn và cầu bình an gia đình. Với tâm tình cảm tạ hồng ân và tình thương của Thiên Chúa đã ban cho thánh Phêrô và Phaolô làm chứng nhân trung thành cho Chúa trong đời sống giáo hội công khai, và hôm nay tất cả ông bà anh chị em khu giáo một cũng làm chứng tin mừng trong cuộc sống của mình. Với tâm tình đó, chúng ta dâng lời tạ ơn và xin Chúa thứ ta lầm lỗi thiếu sót để xứng đáng cử hành thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, vinh danh I love you.
Thiên Chúa là con đức Chúa Cha. Chúa xa vời trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa vời trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là đấng tối Chúa thánh thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kinh hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho hội thánh cùng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và nguyên trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Herodê làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê, anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ bánh không men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ. Có ý đợi sau lễ vượt qua sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Herodê sắp điệu người ra, thì đêm ấy Phêrô phải mang xiềng xích nằm ngủ giữa 2 tên lính và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu rải vào ngục. Thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô, đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy trỗi dậy mau." Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào." Người làm y như vậy. Thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào và theo ta." Người liền đi ra theo thiên thần mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi trạng thứ nhất và trạng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàn hồn và nói rằng: "Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Herodê và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái." Đó là lời Chúa. Trời luôn mãi, miệng tôi ca ngợi chẳng hề ngơi. Hồn tôi trong Chúa bao vinh dự, bạn nghèo nghe ấy và vui lên. Chúa,
Thiên Chúa và đây danh người hay tụng ca. Ngày tôi cầu khấn Chúa đáp lời, mọi điều kinh hãi rồi qua thôi. Trời nhân ai, người sẽ bình vững khỏi sợ hãi. Kẻ hèn kêu cứu Chúa đáp lời, mọi điều tai ác trôi qua thôi. Bài thích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthê-thô. Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó Chúa là đứng phán xét chí công, sẽ trao lại cho cha mã triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên chọn, và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy, và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó. Chúa Giê-xu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phê-rô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu trả lời rằng: Hỡi Simon con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà cài cho con, nhưng là cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn chúng ta chúc mừng bốn mạng khu số 1. Và cũng chúc mừng một số các ông, các anh trong ban điều hành các khu giáo, ban truyền thông cũng như là ban hát thánh tâm. Và một số các anh, các em luyện thánh Phêrô Phaolô là bốn mạng. Xin cộng đoàn chúng ta chúc mừng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt là ông bà anh chị em khu giáo một mừng lễ bổn mạng hôm nay. Đi và theo Chúa, nhất là trong hoàn cảnh của xã hội ngày hôm nay, đi và theo Chúa là một thách đố của con người Kitô hữu chúng ta. Chung quanh biết bao nhiêu là cam dỗ, biết bao nhiêu là thử thách. Nhưng đi và theo Chúa cả là một vấn đề rất khó khăn trong cuộc đời làm con Chúa. Phêrô Phaolô đã được Chúa gọi, mỗi người được Chúa gọi trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng cuối cùng cũng đi và đi theo Chúa. Chấp nhận tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc đời của các ngài, để luôn luôn trung thành trong niềm tin, trung thành trong niềm mến, và trung thành trong đời sống chứng nhân của các ngài. Và cuối cùng lấy cái chết của các ngài để làm chứng cho sự trung thành đối với Chúa mà các ngài đã đi và theo Chúa. Phêrô, chúng ta cũng đã qua quen đời sống của ông. Trong bài tin mừng hôm nay, Phêrô đã tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa. Nhưng rồi Phêrô lại phạm một lỗi là can ngăn Chúa đừng đi vào con đường thập giá, bị Chúa phê bình, lên án một cách gắt gao. Satan, hãy lui ra khỏi ta. Rồi trong nhà tiệc ni, Phêrô cũng là người đại diện anh em, nói lên cái niềm tin, lòng trung thành của Chúa. Ai bỏ thầy chỉ cho con, không bỏ thầy. Đấy. Khi mà quân dữ đến bắt truy Giê-xu ở vườn Gia-xi-ma-ni, Phêrô cũng là người can đảm rút gươm chém tay, đứt tay một tên đầy tớ của vị thượng tế. Chúng con trung thành với Chúa, chúng con không bỏ thầy. Ai bỏ thầy thì chúng con không bỏ thầy. Đấy. Khi mà Chúa giảng về bí tích thánh thể, Chúa nói về thịt máu ngài, ai ăn thịt máu của ngài thì được sống đời đời. Tất cả các môn đệ khác bỏ Chúa đi bởi vì Chúa nói trọi thầy quá. Rồi chúc anh này, các Phêrô, vậy thì các anh có bỏ thầy không? Phêrô lại một lần, thưa thầy, chúng con bỏ thầy thì chúng con đi theo ai? Cương quyết, dứt khoát. Nhưng mà cuối cùng vào dinh Phi-la-tô, một tớ gái hỏi ông là bạn là người quen của Giê-xu không? Tôi không biết ông ấy là ai. Ba lần như vậy tôi không biết. Đấy, thưa quý ông bà anh chị em, cương quyết, dứt khoát, nhưng mà cuối cùng cũng chối một cách dứt khoát. Tôi không biết ông đó là ai. Đấy, con đường đi và đi theo Chúa nó trục trặc rất nhiều, những vướng mắc, những trở ngại, những đớn đau, những buồn phiền, những thất bại. Vậy rồi chúng ta thấy can đảm quá đi, nhưng mà cuối cùng tôi không biết ông đó là ai. Ông bà anh em thấy chưa?
Và cuối cùng Chúa lại cho ông đấy, trao cho ông chìa khóa nước trời. Bài tin mừng: Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, sự gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Thưa các bà anh chị em, tại sao nó như vậy? Là bởi vì Phêrô mặc dầu vấp ngã nhưng ông đã trỗi dậy và ông yêu mến Chúa. Phêrô có yêu mến thầy hơn những người này không? Phêrô trả lời: Thưa thầy, con có. Thưa thầy, thầy biết mọi sự, con yêu mến thầy. Thưa quý ông bà anh chị em, đấy, do đó mà Chúa trao chìa khóa nước trời cho Phêrô. Nếu mà xét quá khứ của Phêrô thì Phêrô không xứng đáng, nhưng mà Chúa Giêsu nhìn con người của Phêrô, mặc dầu sa ngã, mặc dầu lỗi lầm nhưng vẫn trung thành yêu mến Chúa. Thưa thầy, thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Và cuối cùng Phêrô đi rao giảng tin mừng, ngài đã bị bắt và cuối cùng ngài đã tử đạo ở tại Roma năm 67. Còn Phao-lô, thưa quý ông bà anh chị em, là một con người rất là cương quyết, mạnh dạn, đầy ý chí, trung thành với đạo. Đã tin đạo rồi thì trung thành với đạo. Đó cũng là một cái mẫu gương đáng cho chúng ta suy nghĩ. Dù cách này cái khác, nhưng Phêrô vẫn trung thành, Phao-lô vẫn trung thành với đạo Môi-se. Và rất ghét và căm thù những người bỏ đạo đi theo đạo cả. Do đó mà Phao-lô đã xin được giấy phép đi giết những người bỏ đạo, đi theo đạo khác, đi theo đạo Đức Giê-xu. Và cuối cùng thì như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Trong khi đi bắt đạo, Chúa Giê-xu đã chọn gọi ông. Ông là ai? Ta là Giê-xu mà ngươi đang tìm bắt. Vậy thì bây giờ tôi phải làm gì? Đấy, Phao-lô nói với Đức Giê-xu: Thưa thầy, bây giờ tôi phải làm gì? Và Chúa Giê-xu đã chỉ dạy cho ông phải làm gì. Và cuối cùng sứ mạng của ông là đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Sau ba cuộc truyền giáo ở miền Địa Trung Hải, cuối cùng ngài đã bị bắt và đưa về Roma để xử án và cũng tử đạo tại đây năm 68. Đấy, hai con người chúng ta thấy: một con người chối Chúa, một con người giết Chúa, nhưng cuối cùng Chúa đã cho và đặt nền tảng của giáo hội Công giáo. Nền tảng như là một cái cột trụ vững chắc xây dựng tòa nhà giáo hội và đứng vững cho đến ngày hôm nay và cho đến tận thế. Cái gì đã làm nên điều đó? Đức tin. Đức tin trong sự trung thành. Đức tin vượt qua những khó khăn thử thách. Đức tin vượt qua những hy sinh đau khổ. Và chỉ có đức tin mới làm nên cái cột trụ vững chắc cho giáo hội được đứng vững. Mặc dù trải qua một cuộc đời đầy những khó khăn, đầy những thử thách và đầy những tội lỗi, nhưng các ngài vẫn trung thành với đức tin và thể hiện đức tin bằng chính cái chết của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em và ông bà anh chị em cô giáo một, trong hoàn cảnh cuộc sống ngày hôm nay, trước một cái xã hội người ta phủ nhận cái đức tin của người Công giáo, người ta muốn diệt bỏ đức tin của người Công giáo,
Bởi vì họ vẫn chủ trương là vô thần, không có chúa bà nào hết, không có tin tưởng vào thượng đế thượng đách gì hết. Vật chất và vật chất, con người sống như là con vật, không tin tưởng một cái gì hết. Và cuối cùng sẽ như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Khi mà không có đức tin thì con người sẽ như thế nào? Biết bao nhiêu là những chuyện này chuyện kia xảy ra, người ta vẫn chối bỏ đức tin, nhưng mà đức tin vẫn hiện diện. Người Công giáo vẫn hiện diện, và người Công giáo vẫn thể hiện cái đức tin của mình, mặc dù vì cái đức tin đó mà gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, không biết bao nhiêu là thử thách, không biết bao là hy sinh, và không biết bao nhiêu là cái chết vì tin. Hình ảnh của hai thánh Phêrô và Phaolô mà chúng ta mừng trọng thể hôm nay, các ngài đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách, lỗi lầm, tiêu son để vững trong đức tin của mình. Thì mong rằng người Công giáo của chúng ta, trong một cái xã hội vật chất, chúng ta càng ngày càng phải thể hiện cái đức tin mình một cách rõ nét hơn. Thánh Giacôbê tông đồ đã nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nhiều người Công giáo của chúng ta trong hoàn cảnh ngày hôm nay vẫn có đức tin, nhưng mà không thể hiện đức tin đó. Đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, sống đạo hoàn toàn là một cái thói quen, chưa lột bỏ được cái vướng mắc bên ngoài để trung thành với Chúa trong đức tin của mình. Do đó trước những thử thách, trước những cám dỗ, bị trao đảo thế này cái khác, đây cũng là vấn đề đặt ra cho mỗi người chúng ta suy nghĩ trong ngày mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ hôm nay. Để rồi chúng ta cầu nguyện xin hai thánh cầu bầu cùng Chúa giúp cho mỗi người đức có một cái đức tin vững mạnh, và nhờ đức tin đó chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn thử thách trong đời sống của mình để đi và theo Chúa đến cùng như Phêrô và Phaolô mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Xin mời công đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, em thân mến, sau lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, Đức Giêsu thiết lập hội thánh khi nói với người: anh là Phêrô, nghĩa là đá. Trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Với tâm tình mến yêu hội thánh, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Đức Thánh Cha là đấng kế vị Thánh Phêrô và thay mặt Chúa Giêsu điều khiển hội thánh, củng cố đức tin của người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Con thuyền hội thánh gặp nhiều phong ba bão táp, lắm lúc ngả nghiêng nhưng không bao giờ chìm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần gìn giữ con thuyền hội thánh luôn được an toàn giữa biển trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Hội thánh có trách nhiệm gìn giữ kho tàng đức tin được vẹn toàn, giáo lý của Chúa luôn được tinh tuyền. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn khiêm tốn, vâng theo lời giáo huấn của hội thánh là mẹ của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Yêu mến hội thánh hết lòng là trách nhiệm của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nói chung và khu giáo Phêrô nói riêng biết luôn yêu mến hội thánh qua việc sống đạo gương mẫu và hết lòng cộng tác với các vị mục tử trong sinh hoạt mục vụ thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chính nhờ hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ mà hội thánh bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho tất cả chúng con biết trung thành tuân giữ những gì các ngài đã giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lời của tôi cũng là của anh chị em.
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chứng nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh Thánh. Xin Chúa thương nhầm lời khai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cầu khan và ban cho chúng con được sốt sắng cử hành lễ tạ ơn này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng ngàn hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, đã là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng long trong ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên gửi cho người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đang được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thánh hóa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con bình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hy tự nguyện nộp mình chịu khổ vì người cầm lấy bánh, tạ ơn bề ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đã truyền Chúa chiêu trên và tên sư Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân chức tôn nhan và phong sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi đông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp hoàn cầu để tiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Giám mục Giuse phụ ta chúng con và toàn thể hoàng giáo sĩ. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương, hôm nay chúng con mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Chúng con cầu nguyện trước hết là cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô được sức khỏe và bình an. Chúng con cũng xin Chúa cho ông bà anh chị em khu giáo một mừng lễ bổn mạng hôm nay được sự bình an, hồng ân Chúa và trung thành với Chúa trong niềm tin của mình. Cũng cầu nguyện cho các vị ân nhân còn sống qua đời và tất cả những người trong khu giáo một qua đời đều luôn luôn trong hưởng hạnh phúc nước trời. Chúng con công cầu xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Phêrô và Phaolô cho một số các ông trong ban điều hành của các khu giáo, ban truyền thông, rồi ban hát và các ông, các anh, các em mừng mạng hôm nay luôn luôn được sự bình an, hồng ân của Chúa. Và xin cho tất cả cộng đoàn chúng con hôm nay mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô được luôn luôn trung thành với Chúa như các ngài. Chúng con cũng cầu xin cho linh hồn Phêrô, linh hồn Gioan, linh hồn Vinh Sơn, linh hồn Maria và các linh hồn. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quen tuổi chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào quân ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con đều đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và toàn thể các thánh đang sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế từng người rơi. Chúng ta dâng nguyện rằng Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sợ chưa cam dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin hiện đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo tinh ý Chúa, cho hồng sông và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ đặt. Xin mời cộng đoàn đứng để đọc kinh ông Thánh Phêrô tông đồ. Lạy ông Thánh Phêrô là tông đồ ca Đức Chúa Giêsu, là đầu cùng cột cái hội thánh, là thầy dạy mọi sự thật. Đức Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho người coi sóc, đã đặt người cầm diềm môi các giáo dân tin đạo, đã ban cho người chìa khóa nước thiên đàng. Chúng con mừng ông Thánh Phêrô đã được chức rất cao, quyền ấy trọng làm vậy. Chúng con chọn người làm quan thầy, cây người coi sóc gìn giữ những con mọn này cho khỏi miệng sói rừng là ma quỷ. Lại xin cho những kẻ lạc đàng thật được biết chính nẻo là đạo thánh mà tin, cùng giữ cho vững bền đến sau qua khỏi đời này. Xin ông Thánh Phêrô mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào hợp lại một nhà một nước, mà thờ phượng chầu trực Chúa sinh nên muôn vật, hằng vui, hằng sống, hằng trí đời đời chẳng cùng. Amen. Trong con từ đó đến một lần và ngàn đời về sau, êm êm dìu đưa con chân bước, là đường là tình thương giữa con mẹ này, dùng tay cha đỡ nâng con hèn yêu, mãi một đời tình thắm sâu ơn Ngài. Chúa
người còn bao nhiêu sóng gió, lòng người còn nhiều phen ngất ngây điên cuồng, lửa thiêu thân tim ai kia nào biết, cuối đời người còn được gì về cha, quỳ lạy nguyện xin cha tha thứ. Ngày buồn thật dài con chẳng mang lỗi lầm, tình yêu cha bừng trong con lửa mê, đến ngàn đời tình Chúa thương con nhiều. Con nơi ngài niềm tin yêu tựa hướng kinh tỏa ngát, ngút ngàn vì tình ngài tựa biển khơi, dâng lên lời kinh ca cất tiếng. Này lời phụng vụ con chứng nhân tin mừng, ngàn câu ca hòa hướng kinh về Chúa, Chúa tình nồng hồng thắm dâng lên ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con, xin dạy chúng con sống trong giáo gọi như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và xứng đáng tham dự lễ bè bên, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin mời cha và cộng đoàn an tọa. Trọng kính cha xứ, trong niềm vui mừng kính thánh Phêrô bổn mạng khu giáo một hôm nay, con xin đại diện cộng đoàn khu giáo một có đôi lời cảm tạ tri ân. Kính thưa cha, khu giáo chúng con có được như ngày hôm nay tất cả là do sự hy sinh, dạy dỗ và lời cầu nguyện của cha. Thay mặt toàn thể bà con giáo dân trong khu giáo một, chúng con xin chân thành cảm ơn cha rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cũng còn nhiều mặt hạn chế. Xin cha cầu nguyện và chỉ dạy thêm cho chúng con để chúng con làm tốt hơn trong thời gian tới. Hôm nay chúng con rất vui mừng khi được cha và cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên cha và gìn giữ cha luôn mạnh khỏe, tâm hồn luôn bình an, gặp được nhiều niềm vui trong đời phục vụ Thiên Chúa. Chúng tôi có lời cảm ơn đến ban thường vụ, ban điều hành các khu giáo, các đoàn thể, quý ân nhân, ông bà anh chị em trong khu giáo đã bỏ thời gian, công sức, tiền của giúp đỡ chúng tôi. Xin cha và mọi người tiếp tục nâng đỡ cầu nguyện cho khu giáo chúng con. Xin gửi lời cảm ơn đến ca đoàn thiếu nhi, ban truyền thông, âm thanh, ánh sáng, nhóm cấm hoa, các em lễ sinh. Nhờ tất cả mà thánh lễ hôm nay thêm phần trang trọng và sốt sáng hơn. Cuối cùng, cộng đoàn khu giáo một chúng con xin dâng lên cha bó hoa tươi thắm để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của chúng con. Xin cha vui nhận cho chúng con.
Sau thánh lễ, chúng con xin mời cha và quý khách mời dự buổi liên hoan với cộng đoàn khu giáo một chúng con tại hội trường giáo xứ. Xin trân trọng kính mời. Trước hết xin cảm ơn ông trưởng khu giáo một đại diện cho cộng đoàn trong giáo một có đôi lời tâm tình chia sẻ với tôi cũng như cộng đoàn. Xin cảm ơn và cầu chúc cho ban điều hành cũng như là ông bà anh chị em giáo một được luôn luôn thể hiện đức tin của mình trong đời sống, đoàn kết yêu thương cộng tác với nhau để xây dựng nền tảng đức tin trong mỗi gia đình khu giáo một càng ngày càng tăng tiến phát triển hơn. Một lần nữa chúng ta chúc mừng khu giáo một bốn mạng hôm nay. Xin mời cộng đoàn kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.